cũng nặng lắm á. Em đẩy lên ra xong rồi ví dụ này đầy là em xóa để cho mình xóa. Bạn ở dưới có dùng VS Code rồi đúng không? Thì ở đây mình tạo một cái folder ha. Một cái folder tên là buổi 1 ôn tập thôi. Trong này tạo một cái file index.js. Và hiện tại cái folder với cái file này thì mình đã boot lên Git rồi nha. Boot lên Git ở đây nè. Thì các bạn sau có thể theo dõi. Trong này hiện tại chỉ mới chưa, nói chung là chưa có gì hết. Bạn học front end rồi á thì có nghe khái niệm về SMAScript chưa hả? À, chưa hả? thì SMAScript thì nó thực chất nó là giống như một cái phiên bản và nó là một cái version của JavaScript. Ví dụ như bình thường bạn viết nó một cái biến là var a bằng nội dung gì đó hoặc là constant a bằng cái biến gì đó đúng không? Thì đó là một cái cú pháp thông thường thôi. Thì sau này JavaScript nó mới phát triển lên thì nó sẽ ra một cái tiêu chuẩn gọi là ECMAScript. Thì mình nói về ECMAScript thì nó giống như là một cái version, thì trong đó có version 6, version 7 chẳng hạn. Tương ứng với version 6 thì nó là của ECMAScript ra đời vào năm 2015. Còn ES7 người ta ghi là ECMAScript thì nó viết tắt của chữ ES. ES7 là của năm 2016. Gọi là cái version mới update của JavaScript. Phân biệt ra xíu là JavaScript thì là ngôn ngữ lập trình, còn ESMA thì là cái version, cái phiên bản của nó vậy đó. Thì mình sẽ giới thiệu một số ở trong cái ECMAScript thì nó sẽ có rất là nhiều cái tính năng nha. Có rất là nhiều cái tính năng mới, nhưng mà mình sẽ giới thiệu ở trong cái bài này thì nó sẽ có 8 cái tính năng mà dùng nhiều nhất. Hay được đề cập tới nhất luôn ha. Thì gồm có này, biến này, around function này, parameter thì có rest parameter, rồi có template, literal này, promise hoặc là class ở trong ES6. Còn bạn kéo xuống ở dưới cái cuối bài á, mình có share một cái link á, thì đầy đủ của cái new feature của ES6. Ở cuối bài ha, thì trong khi nào mà học tới hết cái phần này mà muốn tìm hiểu thêm về S6 thì bạn có thể tham khảo cái link ở đây. Rồi xong đi vào cái nội dung đầu tiên ha, là phần biến nè. Thì nếu mà bạn mà chưa học về JavaScript mà gọi là bài bản á, thì thường bạn sẽ dùng cái kiểu khai báo là var đúng không? Và một cái biến nào đó bằng cái giá trị bất kỳ, đúng không nào? Thì đây là cái kiểu cơ bản nhất. Ví dụ như mình thấy một cái người mà họ làm web được chẳng hạn, mà họ viết JS á, thì họ luôn luôn khai báo bằng var, cứ var a bằng này rồi var b bằng cái nội dung khác. Thì nhưng mà khi mà bạn đã học được JavaScript JS bài bản rồi á, thì mình hạn chế sử dụng var nha. Tại vì mục đích mình không sử dụng var là vì var nó mang cái tính chất là nó chung chung. Bạn có thể gán lại dữ liệu cho nó cũng được, mà không gán nó cũng được, thì nó mang cái tính chất là chung chung quá. Thì khi mà bạn viết code ở trong cái project của bạn mà làm việc với các cái member khác á, thì sẽ khó, cái người mà họ làm chung với bạn họ sẽ khó phân biệt là cái biến đó nó có gán lại giá trị hay không. Với lại là nó mang tính chất là toàn cục thì nó dễ sai nha. Cho nên nếu mà bạn quen dùng var rồi á, thì bạn nên đổi sang dùng từ khóa là let để khai báo biến.
led để khai báo cái biến nha. Ví dụ như led A bằng một cái biến bất kỳ nào đó. Thì đối với led đó thì bạn có thể gán lại giá trị cho nó, tức là nó có thể được mang một cái giá trị mới, đúng không? Còn nếu bạn dùng var thì đương nhiên là var cũng có thể gán lại cái giá trị mới đó, nhưng mà nó mang nó là tính chất toàn cục. Nói chung là khi mà bạn đã dùng quen dùng var thì đổi sang là led. Ngoài ngoài led á thì mình còn có một cái kiểu khai báo nữa, đó là constant. Constant một cái hằng số. Một cái hằng số nha. Led là để khai báo biến, constant là để khai báo hằng số. Và phân biệt ra một cách nữa là khi đặt cái câu hỏi là khi nào bạn dùng led và khi nào dùng constant. Đó. Thì đối với led là cái biến, là một cái cách khai báo có thể gán lại giá trị cho biến, có thể gán lại giá trị cho biến ha. Còn constant là không thể gán lại, tức là khi mà bạn dùng, ví dụ ở trên line 2 bạn đã khai báo b bằng một cái giá trị rồi mà xuống dưới bạn khai báo b bằng một cái giá trị nữa khác nữa thì nó sẽ báo lỗi, tại vì bạn đương nhiên là không thể gán lại giá trị cho constant. Vậy thì một cái note nè là khi nào bạn dùng constant là khi mà cái biến của bạn không thay đổi giá trị trong suốt cái quá trình mà bạn lập trình thì bạn sẽ dùng constant để khai báo. Tức là mình nói là ngay từ đầu mình nghĩ là cái biến này là chắc chắn nó sẽ không bao giờ thay đổi giá trị thì mình sẽ dùng constant. Mặc dù bạn thường thường sẽ nhìn thấy là người ta sẽ khai báo constant khi mà bạn nó mang một cái hằng số nào đó bất kỳ, ví dụ như một hằng số là một cái, nói chung là một cái hằng số gì mang một cái status đi chẳng hạn. Một cái status, cái biến đó, cái biến mà mang giá trị là status đó, thì thường nó cũng sẽ thay đổi giá trị, đúng không? Ví dụ như một cái biến nó mang giá trị status là pending lúc đầu, lúc sau nó là processing, lúc sau nó là thành công hay là thất bại gì đó, thì nó có thể thay đổi giá trị. Như thì bạn có thể thay cái biến status đó nó là một cái biến là led nha. Nhưng mà khi mà cái biến, cái giá trị này bạn nói là trong cái suốt cái quá trình lập trình của bạn thì nó không thay đổi giá trị á, nó không thay đổi giá trị. Ví dụ như trường hợp bạn bạn khai báo một cái function, một cái function cũng có thể gán vào một cái biến constant. Thì lát nữa mình học xuống dưới thì nó sẽ có cái function á, thì cái cách mà bạn khai báo constant là function như thế nào. Ok, thì ở đây mình có led và constant là hai cái giá trị mà để dùng ở trong ES6 rất nhiều nè. Chứ người ta sẽ không có dùng var nữa nhé. Bạn tránh dùng var. Nếu mà đã học về Node.js rồi thì tránh dùng var. Còn thường mình thấy một số bạn mà làm web thuần thôi trước giờ, ví dụ như bạn ấy học làm web frontend hay là web bằng ngôn ngữ React hay là cả PHP hay gì đó thì họ sẽ dùng var để khai báo. Và mình nói lại là dùng led hoặc constant. Thì trong này có một cái note là constant là dùng constant cho tất cả khai báo biến ha, hạn chế vô tình thay đổi giá trị của biến nè. Gọi là nó cũng nói thêm là chỉ dùng led trong trường hợp bất khả kháng và nên tránh xa dùng var. Dùng led trong trường hợp bất khả kháng có nghĩa là khi nào mà cái biến nó thay đổi giá trị thì mới dùng nha, chứ còn bình thường nếu nó không thay đổi á và bạn đoán chắc là nó không thay đổi á thì nên dùng constant, tức là ưu tiên dùng constant trước, sau đó sẽ dùng tới led. Và nếu mà bất khả kháng hơn nữa thì có thể dùng var, nhưng mà mình thấy hầu như là mình chỉ dùng constant và led thôi. Ok, thì ở trong này có một cái ví dụ đó, thì giống như những cái mà mình vừa mới nói thôi. Ví dụ như cái tên á, thì tên thì trong suốt cái cuộc, trong suốt cái quá trình mà bạn lập trình thì cái tên nó thường không thay đổi, nhưng mà một cái tuổi của người nào đó thì có thể là thay đổi. Cho nên đối với name thì dùng constant, mà đối với tuổi thì bạn nên dùng là led. Tại vì thí dụ như mình tính toán số tuổi như thế nào đó thì mình sẽ nói là gán lại tuổi cho nó, đúng không? Thì tuổi của nó sẽ có thể là dùng led được. Rồi cái bài cứ mỗi lần mà mình, thí dụ mình viết thêm được cái nội dung gì thì mình sẽ put lên git nha. Thì thí dụ như mà bạn không theo dõi kịp thì bạn có thể theo dõi ở trên cái git này. Cái git nó bên 5 có buổi số 1 ôn tập nè.
Và những cái buổi sau thì mình cũng sẽ boost lên cái bên 5 này luôn ha. Thì bạn cứ theo dõi cái folder, cái repository bên 5 là được. Cũng không có cái gì hết ha. Đây, thì khi mà boot lên rồi thì bạn ra ngoài này refresh thì bạn sẽ thấy cái code mà mình đã viết nó lên trên này. Nó là trong trường hợp mà bạn làm theo không kịp hay là bạn quên code gì đó, thì mà mình mở ra một cái màn hình khác rồi á, thì bạn không theo dõi được cái màn hình của mình đúng không? Thì lên trên git này lấy gì. À, nói thêm một cái nữa là các cái kiểu dữ liệu ở trong JavaScript, trước khi đi qua cái phần function thì mình nói về các cái kiểu dữ liệu trước nha. Thì đương nhiên là giống như những cái ngôn ngữ khác thôi, thì nó có sẽ có kiểu dữ liệu là string, ví dụ như biến b status này nè, thì cái chữ này là string ha. Nhưng mà bạn không cần phải khai báo cái kiểu dữ liệu cho biến nha. Let constant giá trị tên biến rồi giá trị luôn, thì nó sẽ tự hiểu là nếu cái chuỗi cái này là chuỗi thì nó sẽ biết cái biến b là chuỗi. Để mà kiểm tra được cái kiểu dữ liệu của cái biến á, thì bạn có thể dùng mình có thể in ra nha. Thì ở đây mình có thể dùng log ha. Ở trong cái cửa sổ này thì bạn sẽ thấy mình mở cái này lên nha. Bạn dùng cái này thì cái tool cái VS Code này thì dùng cái cách nào để mở này lên là dùng cái control dưới cái phím dấu ngã ở bên cạnh số 1, đó là cái phím đó gọi là cái phím backstick. Backstick gì đó. Mở này lên để chạy thử thì thí dụ như ở đây hồi nãy mình chỉ biết hai dòng này thôi thì chưa có cái gì để chạy hết đúng không? Thì còn bây giờ mình muốn là in ra xem thử là kiểu dữ liệu của biến b nó mang kiểu dữ liệu là gì, thì mình sẽ dùng console log nha. Log thì nó là một cái function nha các bạn. Console chấm log thì console là một cái object, log là một cái function bên trong cái object đó. Thì khi nào mà là lát nữa mình học tới nội dung là định nghĩa một cái object rồi cách viết một cái function bên trong object nó như thế nào ha. Thì console là một cái đối tượng, một cái object đó, log là function của cái object đó. Log ra kiểu dữ liệu của biến b thì mình sẽ dùng type của biến b viết như thế này, type cắt b ra thì nó sẽ cho bạn cái kiểu dữ liệu của biến b. Thì chạy thử thì ở đây bạn chạy như sau nhé. Nếu mà ở trên cái hồi nãy mình gửi cho các bạn cái link để cài vào Node.js á, cài cái Node.js á, thì cái link đó nó sẽ cài cho bạn thứ nhất là Node.js và Node, thứ hai là nó sẽ giúp cho bạn cài npm. Npm là Node Package Management nha. Node.js này nè. Thì nó sẽ cài cho bạn cái Node.js, nó cài cho bạn cái version của Node.js á và nó cài cho bạn npm. À, thì npm là cái tool để mà nó quản lý tất cả những cái nội dung, những cái bucket của node. Thì node nó sẽ chạy theo kiểu là từng cái bucket một á, thì trong cái bucket đó nó sẽ đọc cái file lên thôi. Cho nên cái phần trong node thì chủ yếu là đọc file, hầu hết là nó đọc file thông qua node bucket management. Nè. Thì bạn hồi nãy nói cài nhưng mà mình chưa hướng dẫn cài cài cái phần recommend này nha. Node version 16 là long term support nè, tức là support dài hạn á. Ví dụ như nó ra một cái version mới hơn á, thì nó cũng vẫn còn support cái version này. Còn cái current này hiện tại giống như nó mới quá thì chưa có nhiều người support. Mà lỡ lỗi gì thì chưa ai support thì mình bó tay luôn, đúng không? Thường thường bạn giống như bạn đi làm 2 năm rồi thì cũng quen rồi, là mỗi lần mà lỗi gì là lên Stack Overflow để tham khảo đúng không? Mà trên đó lỡ như bạn cài version mới không nhắc không có ai support hết là bó tay luôn á. Cho nên mình sẽ cài cái phiên bản recommend này, tại vì nó support lâu dài. Cái version mới có ra nữa thì nó vẫn có người để support cái version cũ hơn.
Thì bây giờ sau khi mà bạn đã cài xong Node.js á, thì bạn sẽ chạy cái file index này như sau nhé. Chạy cái file index này bằng 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 gì? Bằng Node. Ghi chữ Node ha. Tên file này là index.js đó. Tên Node index.js. Sau đó nhấn Enter thì nó sẽ run cái file này cho mình. Thì mình đang, nếu mà cái file này nha, mình đang chạy bằng Node này nè, thì nó đang chạy ở phía server nhé. Đương nhiên là cái file JS này nè mà bạn đi bạn chạy nó ở phía client á. Đây cái buổi một của mình nằm đây, nó cái file này nè. Cái này thì cái này là file JS thì nó chạy sao là nó khi mà bạn chạy chạy ở đây không được, bạn phải chạy bằng gì đó thì nó mới lót ra được cái ở dưới này nè. Nói chung là khi mà bạn chạy ở đây, cái cửa sổ console nó ở đây nha, đây là phía client, đây là front end nhé. Nếu mà bạn chạy ở cửa sổ console của cái browser này nè thì cái này nó là client này ha. Ví dụ mình viết y chang vậy đó, mình nhấn enter á thì nó cũng sẽ cho mình cái chữ là string nha. Nhưng mà cái file JS mà mình đang, cái code JS ở đây mình đang chạy thì nó là client, còn mà mình đang chạy trong này nè, mà chạy bằng node này nè, thì mình đang chạy bằng server á, server nha. Cái string này đang log ở phía server, và khi mà bạn chạy bằng node á thì phân phân biệt giữa client và server thì là sao, bạn có phân biệt được không? Server là ở đâu? Không, ý là thí dụ như bạn, ví dụ như mình có một cái website đi ha. Một cái website thì đương nhiên là bạn đi vào trong website đó, bạn sẽ thấy đầu tiên là cái giao diện của website đúng không? Nhưng mà thí dụ như người dùng mà post một cái nội dung là nhập một, ở trên website đó nó có một cái nội dung là tìm kiếm gì đi chẳng hạn, người ta nhập cái chữ vô, cái người ta nhấn enter phát là nó đi tìm kiếm gì. Thì phân biệt giữa front end và back end của cái chức năng tìm kiếm đó. Bạn bạn phân biệt không? Thì nói chung phân biệt mà giữa client và server thì cái code ở phía client nó thì người dùng có thể nhìn thấy được. Đúng không? Thí dụ như một cái file JS này nè, khi mà mình chạy á, hoặc là một cái website này đi chẳng hạn. Cái website của cái trang node.js.org này nè, thì nó chạy thì đương nhiên sẽ có JS ở trong này, chứ không thể nào là không có được. Ví dụ như một cái file nó xử lý một cái slide gì đó, hoặc là một cái có một cái gọi là một cái hiệu ứng gì đó đúng không? Thì nó sẽ xử lý bằng bằng bằng, bằng JS đúng không? Thì cái code nào á mà bạn có thể nhìn thấy ở phía client á. Nè, ví dụ như cái file main.js của nó này nè. Mà bạn có thể xem được code của nó không? Chắc chắn là xem được code của nó ha. Thì cái code nó JS này nè là JS ở phía client, là người dùng. Thực ra mình nói người dùng có thể nhìn thấy, nhưng mà cái người nào mà họ biết cái cửa sổ console này thì họ mới nhìn thấy, chứ những cái người mà không làm trong lập trình thì họ đâu biết cái này đâu, đúng không? Thì họ không nhìn thấy. Nhưng mà khi mà bạn mà xem được code ở phía client á thì cái code này là code front end, code client ha. Còn khi mà bạn chạy ở trong này nè thì bạn chạy bằng node thì người dùng sẽ chắc chắn, cái người user bên ngoài ở phía client họ sẽ không thể nhìn thấy cái code của bạn đâu. Thì phân biệt ra bằng cách là cái xử lý nào mà người dùng có thể nhìn thấy á thì nó là phía client, còn cái xử lý nào mà người dùng không thể nhìn thấy mà nó chạy rồi nó compile riêng ra á, thì nó là phía server, server compile ha. Còn cái file main.js này là cái file người ta viết xử lý ở client nhé, nó chạy bằng cái browser này thôi, đọc hiểu bằng cái browser này. Rồi đây là cách chạy ha. Còn cái biến A này nè các bạn, thì cái biến B thì đang cái kiểu dữ liệu của nó là string ha. Còn biến A ở đây thì nó sẽ là cho bạn cái kiểu là integer, là number đó. Chạy lại nè. Thì nó là number, nó cho bạn cái kiểu là cái giá trị của nó là kiểu in ha. Nhưng mà cái type của nó là số, number. Cho dù nó là một cái số âm đi chẳng hạn thì nó cũng sẽ là number. Âm dương nói chung là số. Còn thêm ha,
thêm một cái biến C nó mang giá trị true false đi chẳng hạn, thì nó là kiểu boolean. Bool C nhá. Cái này thì chắc bạn bạn đi làm 2 năm 3 năm gì chắc biết rồi. Thôi mình liệt kê đi ha. Thì trong này nó sẽ có các cái kiểu nè, là string, string rồi đó, number nè, rồi kiểu bool nè, boolean, rồi kiểu nó là một cái object. Kiểu object, object thì làm khi mà bạn định nghĩa class á, thì nó sẽ tạo cho một cái instance là object. Rồi function á, tức là khi mà một bạn định nghĩa một cái biến A là một cái function nha, thì cái biến A nó cũng mang kiểu dữ liệu là object thì phải. Object. Ví dụ ha. Constant một cái biến x đi. Mình định nghĩa như thế này thì nó là một cái constant nha. Chú ý cái cách định nghĩa này thì lát nữa mình học tới cái cú pháp này sau. Thì ở đây mình đang định nghĩa biến x này là một function. Nè, thì mình sẽ type of x xem sao nhé, xem thử nó trả về cho mình kiểu dữ liệu gì. Nè. Thì nó là cho bạn một cái function, tức là nó cho bạn kiểu là function. Đúng không? Object function. Gì nữa ha? Gì nữa không ta? Kiểu dữ liệu gì nữa? String number bool object function. Còn kiểu nào nữa không? Hết rồi đó. Cũng nói chung là chỉ cũng chỉ có một vài kiểu này thôi. À còn hình như có kiểu enum á. Nhưng mà enum thì trong JS mình đâu có định nghĩa được. Nó chỉ ở trong database á, nó sẽ có một kiểu gọi là enum. Enum nha. Enum thì thực ra nó cũng là một cái giống như object thôi, nó có key value. Nhưng mà ở trong này mình không thể định nghĩa cái biến được. Cái biến này mình không định nghĩa enum được ha. Array thì nó là một cái object. Nó là object nha, cho nên mình không liệt kê ở đây. Đây bạn có thể tạo ra một biến nè. Constant y đi ha, bằng một cái mảng đúng không? Cái mảng ha, cái mảng trong này có giá trị là số là chữ gì đó. Tùy cái value của nó thì mình không quan tâm ha. Nói chung là nó một cái mảng thì type of y thì nó sẽ cho bạn một cái object. Mảng ở trong JS thì nó là một object chứ nó không có định nghĩa ở đây là một cái array ha, cho nên mình không có liệt kê. Mình không liệt kê ở đây ha. Thì à đúng rồi. Còn kiểu là undefined. Undefined ha. Undefined thì nó là một cái kiểu dữ liệu nha các bạn. T ha, bằng undefined. Như này thôi nhé. Chứ bạn nói chung là biến T bạn nó mang giá trị là undefined và kiểu là undefined luôn nha. Type of của nó là undefined và giá trị của nó là undefined luôn nhé. Chứ còn ví dụ mà bạn gán cho nó một cái biến null chẳng hạn, hoặc là một cái string rỗng như thế này, thì nếu như tên như này thì nó là string. Còn nếu null á, nếu bạn ghi chữ null á, thì nó là object nha. Còn bắt buộc undefined thì nó phải là type of undefined là undefined và giá trị của nó cũng là undefined. Còn null á, null là object nha. Null là object. Constant biến z nè bằng null. Null nha. Null thì type of z là object. Đó, thì nó cho mình cái chữ object. Còn chuỗi rỗng hoặc chuỗi rỗng thì nó là string. À, thì vì nó là chuỗi mà không có giá trị gì thôi. Còn ví dụ như số 0 thì nó là number. Đó, thì đây là một vài cái một số cái kiểu dữ liệu. Bây giờ một cái chú ý quan trọng luôn ha, là liệt kê một vài cái giá trị mà nó sẽ trả về cho bạn cái kiểu dữ trả về kết quả là false. Ở trong JS nó sẽ có một vài cái giá trị mà cho bạn cái kết quả là nếu bạn dùng if để kiểm tra á, if một cái biến, ví dụ như một cái biến ở trên mình cho biến z đi ha, ở trên mình có biến z nè. Nè, nếu biến z mà bằng false thì mình sẽ log ra một cái nội dung gì đó chẳng hạn. Log ra là z mang giá trị false ha. Z
mình ghi chữ font thôi ha. Này, mình ghi chữ font thôi. Thì khi mà mình chạy cái nốt này thì nó sẽ cho bạn z bằng font mà trên nó bằng gì, nó bằng null thì nên nó không có lót. Đúng rồi, nếu bằng font cái câu này tránh nó bị nhầm nha. Đây nó sẽ cho bạn cái giá trị chữ chữ true á, tránh nhầm nha. Z ở đây nó bằng font, font đúng không? Font thì điều kiện này là điều kiện đúng. Ủa? Z bằng font thì điều kiện này đúng đúng không? Nhưng mà nó chạy vô eo, nó lót cho bạn chữ true. Phủ định của Z có nhầm gì không thì nó lại đúng. Thì phủ định của null á, tức là nó sẽ trả về phone đúng không, nhưng mà mình ghi như thế này, nếu mà Z mà bằng bằng phone thì điều kiện này đúng đúng không, null thì bằng bằng phone nhưng mà nó sẽ trả cho mình chữ true. Lộn gì không? Cái null đó thì nó sẽ, thí dụ mà bạn ba dấu ở trong cái ngôn ngữ lập trình thì bạn có cái so sánh tuyệt đối và tương đối đúng không? Thì nếu mà bạn so sánh hai dấu bằng thì so sánh tương đối nè, hai dấu bằng thì là tương đối, còn ba dấu bằng là so sánh tuyệt đối. Thì nếu mình chạy cái câu này á thì nó sẽ trả giá true, nhưng mà hai dấu bằng là tương đối thì hai giá trị này nó đều là false hết mà. Hai giá trị này đều là phone nhưng mà nó là chạy về cho mình là true. Đúng, thôi mình đừng. Mình thấy là số 0 đi ha. Số 0 thì nó lại là phone. Số 0 thì nó là phone. Nhưng mà chữ null thì nó lại là true. Nun vậy, nun nó không bằng phone hả? Đúng, thấy có sai sai gì đó. Thôi mình đừng dùng giờ bàn ha, mình phủ định của nó đi. Phủ định của nó đi thì nó sẽ dễ không? Tức là phủ định của nun á thì điều kiện này nó là điều kiện nun ha. Nun bằng phone, phủ định của phone thì nó là true. True là điều kiện đúng không? Điều kiện đúng cho nên nó sẽ lock nội dung này. Điều kiện mà đúng thì nó sẽ chạy vào if, không điều kiện sai thì nó mới chạy vào trường hợp else, không thì null này mình đang phủ định của null, tức là theo mình hiểu là null là for, phủ định của for thì là true, là điều kiện đúng, điều kiện đúng cho nên nó sẽ chạy vào trong if. Thì ở trong JavaScript thì nó sẽ có một số cái giá trị sau sẽ trả về cho bạn là for nè. Thì bạn thấy là mình vừa liệt kê được chữ null rồi đúng không? Phủ định của null thì nó sẽ trả về cho mình là điều kiện đúng, nó chạy vô phone này. Đừng ghi như thế này, mình ghi chữ điều kiện đúng này, chứ ghi chữ phone true lại không hiểu. Điều kiện đúng thì nó sẽ chạy vô if, mà điều kiện sai thì nó sẽ chạy vào else. If là điều kiện đúng thì đầu tiên là hồi nãy mình đó, chữ null thì nó sẽ trả về cho mình là điều kiện đúng, phủ định của null là đúng. Phủ định của null là đúng cho nên nó chạy cho truyền kiện đúng. Vậy thì phủ định của null là đúng thì không phủ định của null, không phủ định của đúng thì là sai đúng không, thì là sai thì nó sẽ trả về cho mình cái kiểu là for. Thì for đầu tiên là null nó sẽ trả cho for rồi đó, là một chữ null rồi nè. Tiếp theo là số 0 thì mình đổi cái biến này là mang giá trị 0 ha, thì phủ định của 0 thì nó cũng sẽ trả về cho mình là điều kiện đúng. Vậy thì số 0 nó là for. Ngoài ra thì có, nhưng mà thí dụ nha, mình hỏi bạn là số 0 thì trả cho phone á, thì đương nhiên là số 1 nó sẽ trả cho true đúng không? Thì thường thường bạn sẽ thấy giá trị boolean nó tương ứng với giá trị 0 1. Thì thí dụ mình ghi số 1 mà phủ định của số 1 á thì nó sẽ là gì? Nó là phone. Là phone thì nó sẽ trả cho mình điều kiện sai cho nên nó sẽ chạy vô eo. Nhưng mà giờ mình hỏi là cái giá trị trừ 1 thì sao? Nếu không là phone ha,
một là không là phone, một là true. Ờ, vậy trừ một thì mang giá trị gì? Đoán đoán xem thử đi đã. Rồi mình sẽ chạy có sau. Phone. Đúng không? Vậy nó chạy ra cái câu nào trong này? Điều kiện đúng hay điều kiện sai? Điều kiện đúng. Nhưng mà mình đoán là nó sẽ chạy ra điều kiện sai. Đây, nó sẽ chạy cho mình điều kiện sai. Nó sẽ trả cho mình điều kiện sai vì số trừ 1 nó mang giá trị true. Chỉ có duy nhất một số 0 trong cái chuỗi cái dãy số thì chỉ có duy nhất một số 0 là trả về cho mình phone thôi. Còn âm hay dương thì nó không phân biệt, nó vẫn là true. Nhớ là như để tránh sai. Ví dụ như mình lại hiểu sai thì mình cái câu điều kiện hoặc là cái logic của mình nó sẽ bị sai đó. Cẩn thận ha. Rồi điều kiện sai nè. Cho nên số trừ 1 nó không trả về phone hay nó vẫn là true. Vậy thì mình có số chữ null nè, số 0 nè. Thì ngoài ra thì đương nhiên có là phone nữa. Phone thì đương nhiên nó là phone rồi, không cần phải tranh cãi. Đúng không? Còn gì nữa ha? Chúng ta có cái giá trị hồi nãy bên trên này mình nói là undefined. Nếu mà Z bằng undefined, undefined thì sẽ trả mình là phone. Thì phủ định của phone nó sẽ là true thì nó sẽ trả cho mình là điều kiện đúng. Giá trị nào nữa? À còn một kiểu nữa hồi nãy mình quên liệt kê. Đó là kiểu nan. Hồi nãy cái chưa liệt kê này, nan. Nan là not a number, không phải số. Khi nào nó xảy ra cái giá trị nan này ha? Đi làm 2 năm thì chắc chắn gặp rồi. Cả front end thì mình nghĩ nó cũng gặp rồi đó. Khi nào nó xảy ra nan? Undefined khi mà một cái biến mà bạn chưa định nghĩa nhưng mà bạn dùng thì nó sẽ sinh ra undefined, nó báo lỗi là biến A chưa được khai báo là undefined, đúng không? Ví dụ như ở đây mình chưa hề có một cái biến nào tên là name đi chẳng hạn ha, nhưng mà chỗ này mình sẽ cần son chăm lót cái name thì chỗ này câu lệnh của mình nó sẽ báo lỗi đó, nó nói là cái name này is not defined, tức là cái biến name undefined mà mình đi ra gì đi sử dụng, đúng không? Thì nếu mà mình lót cái name ha, nem như này nó lỗi rồi, không có lót được. Còn khi nào ở trong giống như là bạn khai báo một cái biến mà nem bằng undefined thì nó mới lót ra cho bạn được chữ undefined. Mặc dù nha, như này let name bằng undefined rồi dưới mình cần sao lót nem, nhưng mà nó sẽ không có lỗi. Có lỗi mà, xem lại ha, mình chạy nhé. Nó thì nó không có lỗi, mặc dù là nó ở cái lót này bạn thấy này, nó not defined, tức là nó không defined, đúng không? Không defined thì tương ứng với undefined, đúng không? Nhưng mà một khi mình đã gán cho nó là undefined thì nó không lỗi, nhưng mà mình chưa khai báo mà mình dùng á thì nó sẽ lỗi. Nó hơi gọi là cố gắng phân biệt xíu, mà mặc dù là undefined nhưng mà nó cũng đã là khai báo rồi, cho nên mình dùng thì vẫn được. Nó undefined thôi. Chứ còn một khi mà bạn không có dòng này á, thì mình biết là nó undefined đó, nhưng mà chắc chắn nó sẽ lỗi. Giống như bạn sẽ hiểu nó là khi nào đã khai báo bằng từ khóa, let và constant rồi á, thì nó mới không có lỗi. Còn mà đã dùng mà không có từ khóa, let và gì đó để nhận kết quả thì nó sẽ là undefined. Nó sẽ báo lỗi ha. Thì thường thường nếu mà ở front end thì bạn sẽ lấy cái giá trị này từ một cái data nào đó mà bắt em trả về. Mà bắt em trả về một cái object chẳng hạn. Bắt em trả về object mà trong cái object đó nó không có cái thuộc tính nó, mà bạn lại chấm cái thuộc tính nó để lấy cái giá trị. Thì mình sẽ nhận được một giá trị là undefined. Còn nan thì nó sẽ xảy ra khi này nè. Khi mà thử xem sao nhé. Nan thử xem sao nha. Mình tạo một cái biến một cái object ha. Đây là cái đó khai báo object đơn giản nhất ở trong JavaScript. Bằng một cái dấu đóng mở ngoặc vậy thôi thì nó là một cái object rồi đó. Type của nó thì bạn sẽ nhận được một cái object nha. Nó thì nó là một cái object. Đây là cái cách khai báo đơn giản nhất. Đơn giản mà mình thấy nó rất là flexible cho những ngôn ngữ khác. Không có ngôn ngữ nào mà nó dễ dàng như ngôn ngữ JavaScript như thế này.
những cái ngôn ngữ khác bạn đều phải làm gì, khai báo class rồi một cái biến gì đó rồi nêu cái class nó ra thì mình mới có object nó, thì nó rất là phức tạp. Còn ở trong JavaScript thì cái cú pháp này nó đơn giản vô cùng và mình rất thích cái kiểu này, thì thực ra nó giống như là một cái JSON gì đó, nhưng mà trong JavaScript thì nó bạc về là một cái object. Bây giờ mình lót ra, hồi nãy bạn nói là object nha, chấm len hả, chấm gì, làm sao để tạo ra một cái giá trị null? Object cộng với một cái số đi, đúng không? Đây, mình tạo một cái biến, hồi nãy giờ trên này quá trời biến luôn, nó sẽ bị lộn á, cho nên mình sẽ comment nó bớt lại đi ha. Mình có biến z thì để dùng thôi. Một cái biến a mới mang giá trị là object cộng 1. Cái biến này thì chắc chắn mình thấy nó sai đó, nhưng mà mình sẽ lót ra thử xem sao ha. Object cộng 1 thì cho bạn một cái object và số 1. Vì sao? Vì ở trên này nè, phép cộng ở trong JavaScript thì là phép nối chuỗi, cho nên nó tạo ra cho bạn cái này, nó cho bạn một cái object nó nối với số 1 vậy thôi. Còn làm sao để tạo ra một cái biến nan đây? Một cái làm sao để tạo ra một cái biến nan, một cái undefined xem nào, cộng với 1, undefined cộng 1, đó là một cái nan nha. Tức là một cái biến mà chưa định nghĩa mà đi cộng với số 1 thì nó không biết cộng gì hết, cho nên nó giống như số 1 đang là số rồi nè, mà cộng với 1 thì nó không hiểu gì hết, cho nên nó trả cho bạn cái kiểu là null, not a number. Nó không phải số, nó không phải chuỗi, mà nó không phải bất kỳ nội dung nào hết. Cho nên vậy nó trả gì cái kiểu null. Thay hoặc a xem sao nhé. Tức là hồi nãy mình log là console log a thì nó trả về null nha. Nhưng mà thay hoặc a thì nó trả về cái gì? Nó là number. Kiểu của nó là number nhưng giá trị là null nha. Thì ngoài những cái giá trị ở trên đây mình đã liệt kê nè, là null, false, không, undefined, thì còn một giá trị nữa trả về false, đó là null. Đây, mình đem cái cục này lên trên này ha. Biến a của mình đang là null đúng không? Vậy thì mình phủ định của a. Phủ định của a thì nan nó là phone mà, thì phủ định của a sẽ là gì, là true đúng không? True thì nó sẽ trả về cho mình chữ điều kiện đúng, đúng nha. Đó thì nó sẽ trả về cho mình chữ điều kiện đúng. Thì như vậy thì mình có 5 cái giá trị sẽ trả về phone. Not nhớ ha, nhớ để sau này tránh, mà ví dụ như mình chưa biết một cái biến a nè, mình hồi lúc nãy mình không biết nó kiểu dữ liệu là gì hết, mình cũng không chắc nó là undefined hay chắc nó là nan hay là một cái string number hết, mình chưa chắc cái kiểu dữ liệu của biến hoặc là giá trị của biến đó, thì mình nên dùng dấu phủ định này nè để kiểm tra chung. Nói chung là khi nào mà bạn một biến a nó mang một cái giá trị mà mình mặc dù, tức là bạn không phải gán trực tiếp mà bạn tính toán từ một cái back end trả về, hay là bạn thực hiện đây nè, bạn lấy giá trị từ back end trả về hoặc là bạn tính toán nè, mình chưa biết chắc nó đúng hay sai, thì mình phủ định của nó để kiểm tra. Phủ định của nó là mình nói là nếu nó sai thì phủ định của nó đúng, thì log ra điều kiện đúng tương ứng với điều kiện sai. Đó. Thì nhớ đi ha, nhớ là 4-5 giá trị. Là cái gì nè? Phủ định của phủ định đó hả? Bạn muốn dùng cái dấu chấm ba dấu hai dấu này hả? Ba năm cái đó. Mình cũng hình như cứ có đó mà mình cũng không nhớ. Cái gì? Phone. Y hả? Phone C hả? Phone C. Thử xếp ra. Cái gì vậy? À,
À, còn một cái chuỗi rỗng nữa chứ. Để xem sao nhé. Một cái biến A nó mang giá trị là một cái chuỗi rỗng. Let nha. Let. Biến A này mình nói nó có thể thay đổi giá trị thì mình sẽ dùng từ khóa let để khai báo ha. Cái chuỗi rỗng thì xem nó trả về cho bạn cái giá trị true hay false. Này. A là chuỗi rỗng thì là false. False phủ định của false thì là true cho nên nó lock cho bạn điều kiện đúng. Vậy thì còn có là một cái chuỗi rỗng 6, đúng rồi, 6. 6 ha. Đây, ở trong này nó có note cho bạn thêm một vài này. Thí dụ như một cái mảng rỗng thì nó là false hay true. Mặc cái string rỗng á nha, cái string rỗng thì nó là false đúng không? Vậy thì mình nói cái biến A nó mang giá trị là một cái mảng rỗng thì nó là false hay true. Hoặc là biến A nó mang cái giá trị là một cái object rỗng thì nó là false hay true. Tương ứng thì nó sẽ là true ha. Đây mình sẽ chạy thử luôn nhé. A đang là một cái gì? Một cái object. Object là phủ định của object thì nếu là điều kiện đúng thì nó sẽ chạy vô đây, nhưng mà nó sẽ chạy vô L đúng không? Tức là điều kiện này sai. Điều kiện này sai thì tương ứng với cái trên này không phải true mà nó là false. Vậy thì phủ định mà để trả về false thì nó sẽ là true. Vậy thì biến A là true. Đúng không? Tức là nó đang chạy vô điều kiện sai nè. Điều kiện sai tức là tương ứng với phủ định của A nó sẽ trả về false. Đúng không? Phủ định của A trả về false, vậy thì A phải là true. Cho nên A biến chỗ này nó mang giá trị true chứ nó không phone được. Tương ứng với A mà bằng cái mảng thì nó cũng giống như object thôi. Tức là nó là một giá trị true. Chỉ có duy nhất là cái string rỗng thì nó mới là phone thôi. Chứ còn mảng rỗng hay là object rỗng thì nó vẫn là true nha. Bút cái này lên Git ha. Mình bút lên Git mục đích là để lưu lại hết tất cả những cái gì mà mình đã đi qua đó. Để giả sử nha, mà nhưng mà trong cái file nó dài quá mà mình xóa bớt đi thì những cái cũ nó không lưu lại được. Nhưng mà một khi đã bút Git thì nó sẽ lưu hết. Ở đây mình nói thêm xíu này đi ha. Các bạn nên cài cho mình thêm vào đây là Node. Node mon nha. Node mon nha. Để cài thì giờ do bạn chưa học về Node Bucket Management á, cho nên mình sẽ hướng dẫn luôn ha. Khi mà bạn ở cái màn hình ôn tập này nha. Cái màn hình cái bài ôn tập này nè. Các bạn search Notion thì nó Google nó chỉ vô đây. Cái trang chủ của tất cả những cái gói nào mà bạn đã đóng, những cái code nào mà cái người phát triển ra họ đã đóng gói lại rồi thì nó sẽ lên trên cái Notion Bucket Management này. Nó đóng gói lại rồi thì mình dùng thôi ha. Nó có cái hướng dẫn này là instant. Ở đây mình zoom lên ha, dưới nhìn cho rõ. Có cái phần instant này, nó có cái câu lệnh là npm e notmon. E này là viết tắt của instant cài đặt thôi. Mình sẽ copy nó nhé. Sau đó mình đi vào trong cái cửa sổ console của mình nè. Cái mình cài nó vào đây, bắt nó vô đây. Sau đó mình nhấn enter. Mục đích mình cài cái notmon này thì để nó làm cái việc sau nè. Bạn thấy cứ mỗi lần mà cái file index của mình mà hồi nãy mình chạy á thì mình cứ phải restart server đúng không? Cái việc mà mình chạy node index.js thế này thì mình đang là restart server, mình run cái server lên á. Thì khi mà bạn đã cài node main rồi á thì mình sẽ chạy bằng node main như sau nhé. Là thay vì ghi node index.js tên file đang chạy thì mình sẽ là node main tên file. Này thì nó cũng sẽ chạy cho mình, nó trả gì cho mình cái câu, tức là cái server của mình cũng run lên luôn á. Nhưng mà nó sẽ giúp mình thêm một cái là nó thêm một cái nào wait for change before restart.
waiting for train nè, trước khi restart, có nghĩa là nó nói là muốn mà cái server này được restart thì nó sẽ xem có cái gì thay đổi hay không, có cái gì đó thay đổi thì nó sẽ tự động restart cho mình. Ví dụ ha, mình thực hiện cái việc mình cũng không có code gì mới thêm đâu, nhưng mà mình sửa control net là mình save nó lại á, thì nó thấy là không biết là mình có code thay đổi hay không, nhưng mà mình đã save lại rồi đúng không, thì cái server của mình nó sẽ tự động restart. Thì mục đích mình cài này để cho cứ mỗi lần mình code nè, mình vừa code vừa test luôn, chứ không phải ngồi tốn thời gian hay là mất công sức mà ngồi tắt cái server rồi cái lại chạy lại. Tắt cái server ở trong Node.js thì bạn dùng Ctrl C nha, phím Ctrl C đó, ở trên máy Windows thì cũng vậy thì phải. Ctrl C là tắt cái server hiện tại nha. Đó, thì hồi nãy mình cứ chạy Node index.js là mình run cái server lên à, run xong rồi do cái server của mình không có đợi gì hết á, không có chờ, nó không có chờ gì hết, cho nên nó dừng liền, nó stop liền ngay lập tức khi mà nó chạy đến cái dòng lệnh cuối cùng rồi là nó dừng luôn, chứ nó không có tiếp tục chạy nữa. Cho nên tới đây mình là gì, thoát cái server rồi thì mình mới cài Node Main ở đây để nó chờ, có nghĩa là nó xem thử là cái thằng Node Main này nó sẽ xem thử là mình có thay đổi gì không, có một cái thay đổi gì đó mình nhắn save lại thì nó sẽ tự động restart cái server, nó chạy luôn, mình không cần phải tốn thời gian mà đi xuống dưới này rồi tắt cái server cũ rồi cái gì tạt lại. Đó là Node Main ha. Thì bạn dùng Node Main hoặc là bạn dùng cái thằng này nữa nè, thì mình thấy người cũng có nhiều người sử dụng này, đó là Yarn ha, thì cũng là Node Bucket Management thôi, nhưng mà một cái version của một cái nhà phát triển khác, nó cũng quản lý bucket nha. Nè, nó ghi là Yarn is a Bucket Manager nè, giống như NPM vậy đó, nó là Bucket Manager, thì nó tương ứng với gần giống như Node Main. Thì bạn có thể cài Yarn vào cũng được ha. Cài thì ở trong này nó trước tiên là mình phải cài đặt nó đã. Này, cài nó bằng gì? Đây nha, ở trên cái trang Node Bucket Management nó có danh nè, thì cài tương giống như Node Main thôi. Thì bạn nếu bạn cài vô ha, thì mình hình như mình cũng cài rồi á, nhưng mà mình cài lại đi, cài lại để cho nó lấy cái version mới nhất. Rồi cài xong thì restart cái server bằng cái lệnh sau, hình như là đây Yarn, không phải là đúng rồi không, mình nhầm ha. Thì Node Main nó là để restart cái server auto, nhưng mà Yarn là nó nói là Bucket Manager mình, mà ở đây nó ghi nói là cái home của nó nói là Bucket Manager, thì nó giống như NPM vậy. Thì hồi nãy mình thấy mình cài bạn thấy là bạn cài Node Main bằng đây, hồi nãy mình cài Node Main bằng lệnh gì ha, Node Main bằng lệnh là npm instance đúng không? Này, hồi nãy mình cài Node Main bằng lệnh này nè. Hồi nãy mình cài Node Main thì bằng npm i Node Main. Còn nếu mà bạn đã dùng Yarn rồi á, thì bạn sẽ cài cái Node Main này bằng cái lệnh như sau nè. Bạn dùng cái lệnh không phải là npm instance cái gì đó nữa, mà bạn sẽ dùng Yarn add tên cái gói, ví dụ là Node Main chẳng hạn. Yarn add Node Main nó thì nó cũng sẽ cài, thì vì nó là Bucket Management mà, cho nên nó tương ứng. Thì bạn có thể dùng Yarn hoặc là npm để cài ha. Rồi còn để restart server thì dùng Node Main. Cái Node Main thì nó sẽ đặc biệt cái như sau, thì để cho thằng Yarn nó cài ha, mình sẽ nói thêm nè. Ở trong Node.js thì nó sẽ có một cái file hơi đặc biệt một xíu, đó là một cái file bucket.json.
một cái file tên là bucket.json nha. Cái file này sẽ do Node.js quản lý. Thì trong cái server của bạn mà có cái nội dung gì á thì cái bucket.json này nó sẽ thể hiện hết. Hiện tại thì do mình chưa hai cái file index của cái index của mình này, cái index thứ hai mình mới tạo không có gì đâu. Cái file index của mình chưa có cái nội dung, chỉ có một vài cái biến thôi, cho nên nó không có quản lý hết. Cho nên cái bucket.json mà mình mới tạo ra nó trắng tinh thôi. Nhưng mà ở trong cái bucket.json này mình do mình nói Node.js cho nên mình nói thêm một cái đặc biệt xíu đi ha. Thì cái bucket.json thì nó là một cái JSON file nha. Nó là một cái JSON cho nên nó bắt đầu bằng cái dấu đóng mở ngoặc. Ở trong này nó sẽ có một số cái thuộc tính đặc biệt như sau. Ví dụ như mình dùng từ cái khóa là script nha. Thì script này nó cũng là một cái object. Thì trong này nó sẽ có thêm một, nó là object nha, nó là JSON object. Nó có thêm một cái là start. Thì mình muốn là cái file index.js của mình là chạy đúng không, thì mình chạy bằng Node. Viết vào đây cái câu lệnh mà bạn đã chạy hồi nãy, mình chạy ở chỗ đây bằng Node.min đúng không. Hồi nãy mình chạy Node.min index.js này nè, thì mình sẽ ghi vào đây là Node.min Node.min index index.js. Thì mình đang nói là khi mà cái server của mình nó start lên á thì nó sẽ chạy cái câu lệnh là Node.min và cái file chính, cái file main là cái file gì, index.js. Đây là cái script để chạy nó ha. Thì khi mà bạn mở một cái project nào đó mà của một cái bạn mà mở một cái project nào đó, đừng có tính ghi nữa ha. Bạn mà mở một cái project nào đó của Node.js lên đó, thì bạn mở cái file bucket.json ra, bạn xem thử ở trong đó có những cái nội dung gì nhé. Trời ơi, mở cái gì vậy? Này, bạn mở cái file bucket.json ra xem thử là ở trong đó nó cài đặt những cái dependent, những cái nội dung gì nè, và cái câu lệnh start nó là câu lệnh gì, thì bạn sẽ biết được cái file main của nó. Tức là thí dụ như mình ghi ở trong này là Node.min index.js thì mình nói là file chạy chính của cái server này là file index.js. Thí dụ như mình tạo ra một cái file tên là a.js đi chẳng hạn. Một cái file a.js thì mình nói là mỗi khi mà server của mình start lên á, mình muốn nó là cái file a chạy nè. Thì quay lại với file ha, hồi nãy mình đặt ở chỗ này là đó, mình chạy bằng khi mà bạn đặt cái script ở trong cái bucket.json á, thì khi mà bạn chạy á thì mình chạy bằng yarn ha, hoặc là bạn chạy bằng npm cũng được. Thì mình ghi yarn chữ là start là chữ này ha. Enter á thì bạn sẽ thấy là nó sẽ chạy cái nội dung file mà bạn đã cài đặt ở trong cái key là start này. Tương tự thí dụ như mình viết vào đây file a.js ha, thì nó sẽ chạy cái file là gì, file a.js ha, nó file a.js thì nó sẽ log nội dung của file a là file này. Nói chung là cái bucket này thì khi mà bạn đã cài cái thư viện nào vào trong cái project của mình đó, thì nó sẽ có cái bucket này nó quản lý hết, cái file bucket.json quản lý hết, và start cũng vậy. Ngoài start thì bạn có thể ví dụ như start debug, start để mà ở cái chế độ là phát triển cái chế độ dev, hay là chế độ mà run ở trên môi trường UAT mà test, hay là môi trường production đó, thì đều có thể setup vào trong này. Từ này là do mình đặt ha. Còn thí dụ như bạn có thể đặt thêm một từ khác, có thể là không phải là start mà start debug đi chẳng hạn, từ phải là debug nha. Bạn ghi chữ debug nha. Thì bạn sẽ chạy bằng gì? Node debug, node yarn debug ha. Yarn debug. Enter một file debug khác nha. Chứ còn không là nó vẫn chạy file index này. Save lại ha. Một khi mà thay đổi file bucket.json thì nhớ là stop server chạy lại. Đó. Thì mình chạy bằng yarn debug á thì nó sẽ chạy file index.js nè, nó chạy file index.js nè. Còn mà mình chạy
Yarn Start thì nó sẽ chạy file A.net. Tức là cái script này nó sẽ cho phép bạn là chọn được cái file mà bạn muốn chạy. Ví dụ như chỗ này là mình start ở môi trường dev, môi trường này là môi trường để debug hay là một file debug nào đó, hoặc là bạn có một cái môi trường là môi trường gọi là môi trường testing đi chẳng hạn, đúng không? Thì mình có một cái file khác để mà testing, hoặc là cái môi trường lên môi trường thực tế, môi trường mà cái sản phẩm của bạn mà nó lên live rồi á, thì bạn có thể ghi là live hoặc là production gì đó, thì nó tên file là production.js ví dụ vậy. Mục đích nó như thế này là để chia môi trường. Ví dụ như file test thì nó đọc một cái file môi trường khác, còn file production thì nó sẽ đọc một cái file config môi trường khác. Như này là nói thêm thôi, ở buổi này thì nói cái này chắc cũng sợ các bạn chưa nắm rõ. Nó sẽ nói cái bài cái file bucket.json này nó sẽ nằm ở cái phần node bucket management module system á. Sao bạn hỏi sao mình chưa hiểu? Not mon e not vậy, not vậy. Còn là sao? Khi bạn cài xong á, bạn thử đóng VS Code lại đi, xong rồi bạn mở lại VS Code lên. Tại vì có khi là do cái VS Code nó chưa có đọc được cái môi trường ở trong cái máy bạn đã cài á, cho nên bạn tắt VS Code chứ đừng có tắt máy làm gì. Tắt máy luôn hả? Tắt VS Code là được rồi. Về các cái biến và các cái kiểu dữ liệu này con có thắc mắc gì không ha? Để mà mình qua nội dung mới. Đơn giản mà đúng không? Tiếp theo mình học luôn cái phần mới của trong ES6 hay là phần số 2 nè. Là around function. Thì thực ra nó là một cái function thôi, nhưng mà nó được viết dưới dạng một cú pháp khác, một cái cú pháp đơn giản hơn ha. Đây thì bạn nếu mà bạn đã học về mảng hay gì rồi đó, thì bạn sẽ nhìn thấy cú pháp này rồi, nhưng mà bạn sẽ không biết tên của nó là gì hết. Thì bây giờ mình sẽ nói về cái cách mà để tạo ra một array function ha. Bình thường bạn đặt bạn viết một cái function bằng từ khóa đầu tiên là function đúng không? Function ví dụ như function get data gì đó bất kỳ ha. Đúng không? Viết như thế này. Get data thì nó sẽ return về một cái data, ví dụ như return về một cái object đi chẳng hạn, với cái name là bên 4, bên 5. Cái name đi ha. Mình viết một cái function return về một cái name của cái lớp này là lớp bên 5 thôi. Cũng không có gì hết. Sử dụng function thì sẽ viết như sau nè. Sử dụng mình muốn lấy cái chữ bên 5, name bên 5 mà cái function này return về, thì mình sẽ tạo một cái biến. Một cái biến là một cái biến name đi chẳng hạn, một cái biến class lớp. Mình ghi class mắc chăm mắc công là nhầm. Đừng có ghi mấy cái từ của tên biến, đừng có đặt trùng với những cái từ khóa, ví dụ như function class nữa. Mình đặt là data date bằng get data đúng không? Tiếng Việt họ đặt là data, nhưng mình đọc riết quen là get data đúng không? Nhưng thực ra tiếng Anh nó đọc là data thì là get data nha. Lúc mà tiếng Anh tiếng Việt là lộn xộn. Rồi. Thì cái biến data này này nó sẽ nhận từ cái function get data này trả về đúng không? Thì mình cần sum log cái data. Thì khi mà chạy á, bây giờ mình sẽ chạy cái file index số 2 nha. Mình not mon luôn nha các bạn. Not mon index số 2. Số 2. Và cái file index 2 mình vừa tạo á, thì nó sẽ trả về cho mình chữ name bên 5 mà mình vừa mới viết ở đây. Thì đây là một cái function bình thường trước giờ bạn học. Thì function này là function mặc định của JavaScript rồi.
bạn học ngôn ngữ JavaScript thì cái function này là quá quen thuộc. Bây giờ mình sẽ định nghĩa lại cái function getData bằng around function như sau nha. Đối với around function đó thì bạn mình comment này lại ha. Data này được gán vào biến cái bên năm này nè, được gán vào biến data này nè. Cho nên mình sẽ khai báo như sau luôn, constant data bằng ha. Không cần phải function get data gì hết, mà mình sẽ viết là cái function này nó không có nhận tham số gì vào, đúng không? Cái function get data nó không có nhận tham số gì hết. Cho nên không có tham số thì mình sẽ viết như này. Dấu đóng mở ngoặc. Thêm cái dấu mũi tên. Được chưa? Thêm dấu mũi tên. Rồi, dấu đóng mở ngoặc. Như này, đúng không? Bên trong này là thân hàm, đúng không? Thân của cái function, return này là thân function thì tương ứng cái này là đây, nó như này. Được không? Nó đơn giản hơn, đúng không? Bây giờ mình sẽ cần xong lock data lại nè. Function lock data, cái nó trả gì cho mình cái function, chứ nó không trả gì cái value. Thì tại vì sao? Tại vì ở trên này nè, nếu ha, nếu ở đây mình viết cái function, đúng rồi, mình cái data này là cái biến, này nó nhận là dữ liệu trả về của get data, đúng không? Cho nên hồi nãy trên này nè mà mình nhận được, đây mình lock lại ha, đây đây nó ở đây nè. Nó nhận về cái dữ liệu của cái function nó return, nó còn ở cái chỗ này mà mình ghi như này thôi á thì nó lại trả về cho mình chữ function tên là data. Tại vì sao các bạn? Tại vì chỗ này mình ghi chữ data mà mình thiếu gì, thiếu thực thi function nè, đúng không? Cho nên nó trả về cái kiểu là kiểu function, nó là cái function với name là data thôi. Bây giờ mình re chạy lại nè thì nó chạy trả về data tương ứng nè. Thì nếu mà viết như này đúng không thì bạn nên, để mà chuyển đổi thì bạn nên đặt cái này như thế này, đặt như thế này nè. Thì lúc bây giờ mình mới tạo một cái biến constant data nó ở trên bằng get data như thế này đó. Thì viết như này đúng không? Nhưng mà hồi nãy mình viết constant data trên này luôn là để nó ngắn gọn đó. Đó. Thì cái function around function nó sẽ được định nghĩa như sau. Data bằng get data thì không có ý, không có nói gì thêm ha. Nhưng mà mình nói là cái function này nè, thì chúng ta sẽ thay từ khóa function bằng một cái giá trị biến, tên biến tương ứng với tên function. Lúc bây giờ mình sẽ gán cho cái biến đó nó bằng một cái function. Thực ra cái around function đó thì cái cấu trúc của nó chỉ là cái nội dung này thôi nè, nó chỉ là cái này thôi nè, nó là around function. Nhưng mà nó không chạy, nó khi mà bạn chạy nó không thể nào đứng một mình như thế này được, thì bắt buộc bạn phải gán cho nó vào cái gì đó nó chạy. Thì giống như ở trên này nè, trên này thì nó gán cho cái tên là getData, nhưng mà trên này nếu mà ghi như thế này thôi thì nó không được, thì nó sẽ phải gì gán vào cái biến, một cái biến là hằng số constant hay là hằng số. Rồi tương ứng với chữ function thì nó sẽ là dấu mũi tên, dấu mũi tên. Rồi còn cái phần dưới này thì nó tương ứng với cái thân hàm bên trong thôi. Nội dung của nó chỉ là vậy, thay chữ function bằng cái dấu mũi tên là được ha. Thì đây là cú pháp đầy đủ của around function nhé. Nếu mà có tham số vào, ví dụ như function data này nó có tham số, ví dụ như một cái name ở đây nè, thay vì mình trả về cái name mặc định á, thì mình nói là người dùng truyền cái name vào, đúng không? Thì nếu mà ở trên này nó có tham số thì cái name, cái tham số đó nó sẽ được truyền vào đây. Nó sẽ viết như thế này. Thì khi mà get data mà truyền vào tham số là name, đúng không? Thì mình sẽ truyền vào lại đây là một cái bên 5 trở lại thôi, bên trừ 5 đi ha. Đó. Thì khi mà mình chạy lên thì nó sẽ log ra cái bên 5. Cái bên trừ 5. Chỗ này có một số cú pháp mà mình muốn note lại luôn nè. Đó là bạn sẽ thấy là mình đang ghi rất là ngắn gọn là chữ name, đúng không? Và chỗ này mình return đóng mở ngoặc name thôi. Thì cái cú pháp này là mình đang viết ngắn gọn của cái object với key là name và value của nó là giá trị của name. Cái cú pháp này ha là viết rút gọn á, với key là name, mình note luôn rồi đó ha, với key là name và value của nó là giá trị của name.
Thì cái cú pháp đó đang được viết ngắn, còn của cái này nem hai chấm nem, nem hai chấm nem thì có thể ở trong Node.js thì viết viết gọn là nem thôi đó. Tương ứng ha, hai cái này nó tương đương. Cho nên bạn nhiều bạn mới học thì sẽ thắc mắc là tại sao ghi như này được, thì JavaScript nó cho phép mình ghi như này nha. Thì nó sẽ chạy cho mình đến nem này. Rồi thêm đi ha. Thì ở trong cái câu lệnh này của mình đó, thì bạn sẽ thấy là đem nó lên đây đi ha, nó trên này đi. Rồi cái câu lệnh này của mình đó, thì bạn sẽ thấy nó trả về cái thân hàm á, cái thân của function nó, cái body của function nó chỉ có một dòng lệnh duy nhất thôi đúng không, có một dòng lệnh duy nhất là return về name thôi. Thì nếu mà cái function của bạn nó có một dòng code duy nhất á, thì bạn có thể rút gọn nó lại như sau. Đây mình sẽ comment nó lại để mình lưu lại ha. Còn viết ngắn gọn hơn thì nó sẽ làm như sau nhé. Mình sẽ không dùng từ khóa return nữa, được không? Cái này là một object ha, thì mình sẽ đặt nó ở đây, nó như này. Chú ý nha. Bây giờ code cái function của mình hiện tại, ví dụ như định nghĩa đầy đủ thì nó là có 3 dòng code, nhưng mà sau khi mà mình rút gọn thì nó chỉ còn một dòng code thôi. Nào, thì mình viết lại như sau nè. Đầy đủ của nó thì nó sẽ là return một cái object, đúng không? Return một cái object đó, thì mình sẽ copy cái object đó. Mình không cần dùng chữ return nữa, mà mình cũng không cần dùng cái thân này nữa, tại vì có một dòng lệnh thôi á. Thì mình sẽ bỏ cái dấu đấm mở ngoặc đi. Thì giống như trong cái điều kiện if else switch case đồ của bạn á, mà nó có một dòng lệnh duy nhất thì mình cũng đâu cần phải đóng mở ngoặc đâu, đúng không? Ờ thì cái này cũng vậy, là một dòng lệnh duy nhất á, thì mình chỉ cần trả về cái đối tượng mà nó return thôi. Thì thực ra chỗ này nó là return á, cái câu lệnh của bạn sẽ là return á, return cái object name này nè, nó là như thế này nha. Nhưng mà cái cú pháp mà nếu mà có một dòng lệnh duy nhất mà bạn ghi chữ return nữa thì nó sẽ báo lỗi, vì cái bản chất của cái dấu mũi tên này nè thì nó là return rồi, cái bản chất của nó là return rồi, cho nên mình sẽ không dùng return nữa ha. Thì đây là mình return về cái object nha. Còn ví dụ như mình return về cái chuỗi thôi á, thì mình return name, trỏ tới name này thôi. Thì đây là một chuỗi, có nghĩa là ví dụ như lát nữa mình truyền vô chữ bên 5 á, thì nó sẽ trả về cái chữ bên 5 luôn, chứ nó không có trả về cái object name là bên 5 nữa ha. Mình sẽ chạy trở lại nè, nó thì nó sẽ trả về cho mình chữ bên 5 luôn, tức là nó đã return luôn rồi nha. Còn nếu bạn dùng đóng mở ngoặc như này nè, thì là return về object name bên 5, name bên 5 return. Nó lại hiểu lầm là cái thân function á. Không được. Chỗ này bạn muốn return về object thì bạn phải đâu có được đâu. Vì nè, chỗ này hồi nãy mình nói là return về cái object đúng không? Nhưng mà cái dấu đóng mở ngoặc này nó đang hiểu là thân của cái function rồi. Cho nên nó không hiểu, nó không hiểu được cái nội dung này. Vậy thì bạn muốn mà return về một cái object thì bạn làm sao? Cũng chỉ có một cái syntax duy nhất là return thôi hả? Return name như này thôi, chứ còn có cái cách nào khác nữa đâu. Chỉ có một, đối với object thì phải viết đầy đủ như này, vì cái dấu đóng mở ngoặc nó mang ý nghĩa là gì? Là cái dấu đóng mở ngoặc nó mang ý nghĩa của cái thân function bên trong rồi. Nhưng mà nếu mà chỉ có một string thôi á, thì bạn viết như sau ha. Nếu chỉ là một cái string hoặc một cái number gì đó thôi á, thì bạn sẽ viết như thế này nè, name đóng mở ngoặc truyền vào đúng không, return thẳng về chữ name luôn, không cần phải dùng cái dấu đóng mở ngoặc hay return nữa. Thế đó, nó là như thế này, thì nó là string nhé. Hoặc là ví dụ mình nói là mình muốn là nó ghi là hello bạn gì đó đúng không, hello, thì mình sẽ viết thêm vào đây nè là cái phép nối chuỗi ở trong JavaScript là phép cộng, dấu cộng luôn ha. Là hello, hello cái name nào đó đúng không, thì viết như này, xem lại nó, thì nó như đây ha, tức là mình return về thẳng cái string này luôn. Thì đây là một cách viết. Cách số 2 thì mình sẽ dùng cái này nhé. Bạn không cần phải dùng cái dấu á, cái toán tự nối chuỗi, cũng không cần phải dùng dấu nháy đơn nha, mà mình sẽ dùng cái dấu này nha, cái toán tử này.
thì nó giống như một cái template vậy đó. Cái chuỗi ở bên trong thì nó sẽ nếu mà bạn dùng cái dấu này là cái dấu backstitch á, cái dấu backstitch nè, thì nó được hiểu nó giống như là một cái template, nó có thể bạc ra được giá trị của biến. Cho nên mình ghi như thế này thì nó cũng sẽ log ra được là hello bên năm, đó là đem anh em này vô trong cái chuỗi này rồi nó tự gì, nó tự bạc ra data là cái chuỗi luôn. Đó là around function, viết được không, nắm được không? Thường cái around function này bạn sẽ nhìn thấy nó ở đâu, đó là ở trong cái mảng, ở trong cái mảng. Ví dụ như mình cho một cái mảng là array đi ha, bằng nè một mảng các cái chữ số đó. Một mảng các cái chữ số như thế này, thường bạn sẽ thấy dễ dàng thấy nhất đó là vòng lặp for each, đúng không? Thì viết như sau này, người ta sẽ viết là array chấm for each, chấm for each, đúng không? Thì bên trong này nó truyền vô một cái function gì đó nè. Nếu biết đây, nếu mà viết chi tiết ra thì array chấm for each function nhận cái tham số là giá trị item, đúng không? Bây giờ mình log item ra ha, còn son chấm log cái item nó thì nó log từng phần tử của cái mảng đó là vòng lặp for each ha. Thì cái function này nè các bạn, nhưng mà thường bạn nhìn thấy ở trong JavaScript thì nó đâu có viết đầy đủ như thế này đâu, đúng không? Nó sẽ viết đơn giản hơn như sau nè, array chấm gì, chấm for each, chấm for each, đúng không? Sau đó nó sẽ viết là item trỏ tới function log item này, nó viết như thế này đó. Comment này lại ha, thì nó vẫn log ra được gì, từng cái phân tử. Thì nó sẽ viết lại như sau nè, function thì nó bỏ đi chữ item á. Đây, thực ra nó sẽ viết item là như thế này nè, là cái function, cái đóng mở ngoặc có cái chữ, có cái tham số, đúng không? Rồi cái chữ function nó sẽ thay bằng cái dấu mũi tên. Rồi tiếp theo là ở trong này cũng có một câu lệnh duy nhất thôi nè, cho nên mình trỏ thẳng tới cái câu lệnh đó luôn, mà đừng có ghi return vào nhé. Ghi return thì nó sẽ báo lỗi, vì bản chất của dấu này nè nó là return luôn rồi. Đó, thì bạn sẽ nhìn thấy trong mảng là nhiều nhất, đó là syntax của around function. Nếu mà cái function của bạn có một tham số thôi thì bạn có thể bỏ qua cái dấu đóng mở ngoặc. Cho nên nó thường viết lại thì nó sẽ là như thế này. Nếu mà có hai tham số thì sao? Đúng rồi, nếu mà có hai tham số thì bắt buộc phải dùng đóng mở ngoặc để bao cái tham số đó lại nhé. Y thay vì log item thì mình sẽ log y, y thì là index thôi, bắt đầu từ 0. Đó. Item tương ứng với giá trị y. Đó là phần around function. Đơn giản quá hả? Có gì để nó test không nè. Bây giờ yêu cầu ha, có một cái bài tập nhỏ nhỏ thôi. Cho một mảng các cái dãy số bất kỳ thôi. Một dãy số bất kỳ mà mình cũng không, nói chung là mình nhập thôi ha. Bạn có thể tự nhập một cái dãy số của bạn cũng được. Yêu cầu là in ra các cái số chính phương ở trong cái mảng đó. Số chính phương là số gì? Yêu cầu thôi. Nói chung là bây giờ để làm bài này thì bạn cần phải biết số chính phương, đúng không? Thì lên search Google số chính phương là số gì. Số chính phương là số gì nè? Có thể viết bằng một cái function kiểm tra số chính phương riêng trước, rồi một cái function lập cái mảng này nè để mà in ra cái số chính phương đó, hoặc là bạn viết thẳng một function duy nhất thôi là để in số chính phương luôn là cũng được, truyền tham số là cái mảng vô. Có nhiều cách viết, chọn cách nào cũng được nha. Số chính phương là số gì, lên search Google thử xem nào. Những cái số chính phương hình như học lớp 6, lớp 7 gì đó. Mình bút cái around function này lên git nha.
Xong chưa, làm xong chưa? Được không? Số chính phương là số gì? Số chính phương là những cái số nào mà bạn bạn căn bậc 2 của nó lên ra được một cái số nguyên á. Đúng không? Số chính phương căn bậc 2 nó được một số nguyên, ví dụ như căn bậc 2 của cái số số 9 thì nó được số 3, căn bậc 2 của 4 ra 2 thì số bộ số 2, số 4, số 9 nè, số 16, 81 gì đó là những cái số chính phương. Thì trước tiên bạn phải viết hàm kiểm tra số chính phương trước, hoặc là bạn căn bậc 2 nó ra số nguyên. Số chính phương xem thử ha. Đây, những cái số chính phương nè là những cái số mà bạn có thể mũ 2 nữa, không phải mãi, nói chung là những cái số mà bạn có thể khai căn của nó mà nó trả cho số nguyên. Nó ví dụ cho bạn nè. Số 1 nè, số 1 là số chính phương. Hướng dẫn làm bài này thì trước tiên bạn sẽ viết cái hàm để kiểm tra cái số là số chính phương ha. Bằng cách nào? Bạn cứ lấy căn bậc 2 của nó, nếu mà bằng gì? Bằng số nguyên thì làm sao để kiểm tra nó là số nguyên á? Là được. Căn của nó mà ra gì? Undefined hả? Căn để mà lấy được số căn ở trong toán thì bạn dùng match chấm nha. Ví dụ như một cái biến, một cái số nha, một cái số A nó bằng một cái number, một cái bất kỳ nào đó đúng không? Thì để lấy căn của nó, thì dù nó bằng 9 thì chẳng hạn, để lấy căn của nó thì bạn sẽ dùng match ha. Trong toán, trong JavaScript thì nó cấp sẵn cho bạn cái hàm, cái object ha, cái class. Match là một cái class ha, chấm một số cái hàm nè, làm tròn lên, làm tròn xuống, hay là làm tròn bao nhiêu chữ số đó, rồi lấy cả số bi nữa nè, lấy cả cái constant số bi nữa nè, và hoặc là lấy căn thì chấm, lấy căn là hàm swap gì đó là sqrt đúng không, của số a xem lại thì nó sẽ cho bạn số 3 thì phải, căn bậc 2 của 9 thì bằng 3. Index 2 ha. Nó thì nó sẽ trả gì số 3 là match.sqrt nha. Nên mình sẽ giải cái bài này ha. Bây giờ hả? Bạn bị undefined là như thế này nè, mình sẽ giải thích luôn ha. Bạn viết một cái function. Đây, bạn đang viết cái function giống này gì? Đúng không? Bạn viết function for each log item ra như thế này đúng không? Nhưng mà bạn đang gom cái cục này vô trong một cái function của bạn tên là calculate nữa. Thì lý do mà bạn bị như sau nè. Bạn đang định nghĩa một function tên là calculator gì đó đúng không? Function đó không có tham số, mà bạn có một cái mảng ở ngoài này gửi vô. Thì bạn lấy cái mảng đó, bạn đem vô đây, bạn viết như này vậy. Bạn đang viết như này, đúng chưa? Tức là ở bên trong cái function calculate của bạn có một cái hàm for cái mảng, đúng chưa? Sau đó bạn đang gọi cái calculate này ra sử dụng nè. Nhưng mà bạn lại còn son trong log cái calculate này nữa. Save lại đó, thì bạn sẽ luôn luôn nhận một cái giá trị undefined ở cuối, luôn luôn là như thế. Vì lý do này nè, cái dòng này đúng không, cái dòng mà calculate đóng mở ngoặc, tức là bạn đang thực thi cái function, bạn thực thi cái function thì đi vô trong cái thân hàm này, bạn sẽ thấy là nó có log ra được cái item, nó log ra từng cái item là thằng này nè. Nhưng mà khi thực thi function thì function này bạn có return về gì không? Không hề, bạn không có cái cú pháp nào là chữ return về hết á.
cho nên nó đang là undefined. Nó không return có nghĩa là nó trả gì undefined. Khi mà nó return số 1 thì nó là return 1, trả gì 1, return 2, trả gì 2, return một cái string là trả gì string, nhưng mà bạn không return gì hết, tức là nó undefined. Vậy thì khi mà bạn gọi cái hàm này ra sử dụng thì nó trả về undefined. Vậy thì thay vì chỗ này nó là lock cái này thì bạn đang lock undefined đó. Cho nên nó sẽ luôn luôn có một cái giá trị undefined ở cuối cùng. Thì thực ra nếu mà cái function này nè, bạn đã lock từng phần tử rồi á, thì bạn chỉ cần gọi nó ra thực thi thôi. Thực thi là nó lock rồi. Bạn gọi nó ra thực thi là nó đã lock rồi, đúng không? Chứ bạn không cần phải console lock nữa. Bạn cần console lock á, trừ khi nào? Từ khi bên trong này giống như bạn return những item nè. Bạn return những item. Nhưng mà chú ý như sau ha. Chỗ này bạn return về item rồi, bạn nói muốn là lock nó ra ở bên ngoài cái gì? Bạn muốn return item. Chỗ này còn console lock cái calculate, bạn muốn lock nó ra bên ngoài, nhưng mà chỗ này bạn không có lock được đâu. Vì sao biết không? Là như này nè, sao lại ha, thì nó sẽ trả về undefined, vì đương nhiên là cái hàm này nè mà thì bạn đang thực thi, nhưng mà return item này là return của cái function for x bên trong mà, đâu phải return của cái function calculate đâu, cho nên nó không có trả gì hết. Chừng nào mà bạn ghi return gì này nè, bạn return có cú pháp return á, có cú pháp return về một cái value nào đó thì cái console log bạn nó mới có giá trị trả gì à. Còn chú ý bạn ghi return ở đây này là return item của cái function nằm bên trong cái function for x, chứ không phải là return của cái calculate, cho nên nó không có lock đâu. Nhớ xíu là vì bạn nhìn thấy có một cái điểm đặc biệt nữa là cái function for x của cái mảng này, cái function for x của cái mảng nó là một function đúng không? Array là một cái đối tượng, hồi nãy lock type of array là một object á, nó là đối tượng, cho nên nó chấm được cái thuộc tính, và cái thuộc tính của nó là một cái function đúng không? Function vì nó có dấu đóng mở ngoặc, mà function của nó đang nhận tham số là một function đó. Function nó đang nhận tham số là một function đó, thì do nó cái tham số của nó là function, cho nên cái chỗ này này bạn có thể viết nó ra bên ngoài như này đúng không? Function này có tên là a đi chẳng hạn, nếu đã viết nó bên ngoài thì nhớ đặt tên cho nó nha, chứ nếu như viết này thôi thì nó sẽ là lỗi. Function ví dụ mình function là loop, function là bring đi ha, bring item như này, bring function bring item nó như này ha. Ok, bây giờ mình đem cái bring item vô đây. Cái mình đem từng cái gì? For it, không được, viết như này được. Đó, viết như này nha. Console log để ra thấy data nhé, chứ return thì không có log. Gì lỗi? Lỗi này, console log chấm lót nha, còn son chấm lót nha, nó thì nó lại in nè, cái function nè, cái function for, cái for x nó đang nhận tham số là một cái function, cho nên mình mới viết cái function nó ở ngoài, xong rồi đem nó vô dùng thôi. Cái này thì mình nói sau, còn mình nói cái bạn đang bị undefined á là vì còn son lót là từng item bên trong này thì nó là của function bring item, chứ nó không phải function, nó phải lót của cái gì, của cái calculate đâu, cho nên bạn return nó sẽ là undefined. Còn some lock là của function nằm trong for it. Nó là lòng bên trong rồi. Bây giờ bạn muốn đem nó ra ngoài thì làm sao? Bạn muốn đem nó ra ngoài thì bạn dùng một cái biến ở bên ngoài, cái bạn nối chuỗi vô, hoặc là bạn boot nó vô cái mảng. Mà boot nó vô cái mảng thì giống khác nào cái array này nữa đâu. Đúng không? Cho nên bạn tốt nhất là bạn nên gì? Không, bạn chỉ cần gọi nó ra sử dụng ở đây thôi, chứ không cần phải lock nó ra nữa. Gọi nó ra sử dụng như này là được. Nè. Đó là giải thích tại sao bạn luôn luôn nhận một cái giá trị undefined, lock undefined là vì do mình đang lock dư á, lock dư nha. Rồi bây giờ mình sẽ làm cái bài tập yêu cầu là in một cái mảng này ha, cho cái mảng này in ra dãy số chính phương trong các cái số chính phương trong mảng này, thì mình thấy trong này không có số chính phương nào hết, thì lát nữa mình in thử xem thử nó có lock được cái số nào hay không ha. Nếu mà lock được thì là mình sai. Khi mà bạn còn nhận được một cái yêu cầu á thì bạn phải phân tích xem thử là với cái input đó thì mình sẽ nhận được output như thế nào, phân tích cách làm đúng không? Chứ mình cứ đặt không hiểu, mình đang không hiểu gì hết, cứ đặt bút vô làm là xong, cái mình làm xong mình cũng không biết mình đúng hay mình sai. Giống như hồi nãy mình yêu cầu là in số chính phương,
thì bạn phải hỏi là số chính phương là số gì, đúng không? Thì mình đang phân tích trước, rồi mình phân tích được, mình nói là số chính phương là những cái số mà cái mình khai căn của nó trả gì cho bạn một số nguyên, không phải là số lẻ. Ví dụ như căn bậc 2 của số 9 thì trả gì số 3, nhưng mà căn bậc 2 của số 8 đó, thì trả gì cho bạn 2 phẩy mấy mấy đó, thì số 8 không phải là số chính phương vì nó ra số lẻ. Đó là mình đang phân tích. Rồi mình nhìn vô cái input đầu vào này, mình sẽ đoán xem được là mình sẽ nhận được output như nào. Chỗ này nếu mà output mình nhận được thì mình nói là không có số nào là số chính phương hết, vì đâu có số nào khai căn mà ra số nguyên đâu. Thì mình sẽ chạy thử cái bài này với cái input này, xem thử nó có kết quả mà giống mình mong muốn hay không. Nếu nó giống thì ok, mình làm đúng. Sau đó mình sẽ đổi cái input đầu vào thêm một cái số chính phương nào đó vô, thử xem thử lót ra được số 9 hay không. Ok, thì cái bài này mình sẽ viết nó như sau ha bạn. Nếu bạn nhanh thì bạn viết một hàm duy nhất làm luôn cái mảng này. Nhưng mà nếu mà làm từ từ thôi thì mình làm chậm chậm thôi cho dễ hiểu, thì mình sẽ viết cái hàm kiểm tra một số là số chính phương trước đã. Thì mình sẽ viết cái function đầu tiên ha. Viết theo kiểu around function luôn nhé. Thay vì viết function name như gì như trên bring function này nè, thì mình đang học về around function mà, cho nên mình sẽ viết dưới dạng là around function luôn. Mình sẽ khai báo một cái biến constant ha, là kiểm tra số chính phương. Số chính phương. Check số chính phương hoặc là is số chính phương. Tiếng Anh tiếng Việt lộn xộn vô. Số chính phương tiếng Anh là gì mình cũng không nhớ. Cho nên mình ghi là mình ghi chữ số chính phương thôi ha. Truyền vào một cái number, một cái số nào đó. Xin lỗi, mình ghi số co đã dùng around function thì viết syntax này nhé, bằng number trỏ tới rồi ha, số chính phương bằng truyền vào một cái number bất kỳ nè, sau đó mình dùng toán tử để kiểm tra thôi. Thì muốn khai căn của nó đúng không, khai căn của nó mà ra số nguyên thì mình sẽ làm như sau nè. Có hai cách, chỗ này bạn có hai cách làm. Một là khai căn của nó để ra được một số nguyên. Hoặc cách số 2 là bạn khai căn nó, bạn nhân lại nó ra chính nó. Nhân hai cái khai căn lại và bằng chính nó. Mình làm hai cách luôn ha, mình làm cách 1, cách 2 cho bạn luôn nè. Mình dùng hàm mask ha, chấm sqrt của cái number sao với. Ủa, nếu mà mình nhân thì được không? Nhân thì thôi mình làm cách đầu tiên mà cách đây, làm cách này nha, đừng có mình sẽ gán nó vào kiểu in này nha. In tạo một biến nha, tạo một cái biến là sqrt này bằng như thế này nha. Sau đó mình dùng cái sqrt này này mình sao cho chính nó lên, mình nhân hai nó lên, mà nếu nó bằng với cái number ban đầu của mình á thì mình sẽ return về true ha. Kiểm tra một số thì return về true false nha, để mà mình biết nó là đúng hay sai, mà lát nữa mình đang là điều kiện mà. Điều kiện đúng là số chính phương, L thì mình phone, L thì return phone thôi. Rồi, bây giờ mình kiểm tra trước nè ha, mình xem thử cái hàm này mình viết đúng hay sai nè. Đây, cái hàm này nó return nè, cho nên mình có thể dùng console log để xem. Còn nãy đã console log ở trong rồi thì ở ngoài không cần phải log nữa. Rồi, số chính phương của cái số đầu tiên, ví dụ như số 3. Số 3 thì nó không là số chính phương cho nên mình đoán nó sẽ ra chữ phone. Nha, mình đoán thôi. Cái gì đây? Index 2 nha. Cái gì lỗi? In ép kiểu dữ liệu như sao? Không hiểu, nó không hiểu ép kiểu dữ liệu này, mình ép kiểu bằng bảng in á. Bạc in đây nha, chứ mình ép dâu bằng đóng một mặt kia nó không hiểu, syntax nó không hiểu. Đây mình dùng bạc in
thì nó sẽ trả cho mình chữ phone. Vì sao? Vì ví dụ như căn bậc 2 của số 3 này, nó đi vô đây, nó đi vô 2 ha, nó lấy được số 3, nó bạn nó dùng mắt.sqrt của số 3 nào, 3 căn bậc 2 của số 3 chắc bằng 1 phẩy mấy á, cái mình bạn in thì nó là số 1 nó số 1, cái chỗ xuống này mình 1 nhân 1 bằng 1, 1 đâu có bằng 3 đâu, cho nên nó không return true mà nó sẽ ra ngoài, nó chạy xuống như này, nó chạy return phone, cho nên mình nhận được chữ phone. Bây giờ mình sẽ truyền vào đây số gì, số 4 này. Số 4 thì mình sẽ nói nó chạy như sau ha. SQRT của 4 là ra 2 đúng không? 2 mà bạn in thì nó vẫn là 2. 2 thì 2 nhân 2 bằng 4 bằng cái đầu vào. Cho nên nó sẽ trả về cho mình là chữ true. Thì nó sẽ trả về chữ true. Test thêm nè. Số này nó không phải là số, mình test cho số 8 đi. Xem lại thì nó là false vì 8 không khai căn được. Không ra số nguyên. Tiếp theo là số 9 thì nó là true, hoặc là số 25 nè thì nó là true. Số bao nhiêu nữa? 36 chẳng hạn là số chính phương đó, nó sẽ trả giá true. Rồi, như vậy thì mình đã viết được một hàm kiểm tra số chính phương rồi nè. Bây giờ đây là một cách. Cách này thì mình đang dùng sao đúng không? Nhân nó lại. Hoặc cách số 2 mình sẽ làm như sau nè. Còn mỗi cách số 2 nữa. Này. Cách số 2 thì mình sẽ không có bạc in ở bên ngoài ha, mà mình sẽ khai căn ở đây. Mình sẽ khai căn trước đi đã. Rồi mình sẽ nói là nếu cái này mà nó bằng bằng với gì? Bạc in của gì? Của chính nó á. Của SQRT á, thì nó sẽ là false, là true. Này, cách số 2. Thấy không? Cái này mình đang khai căn, thí dụ như số 4 đúng không? Số 4 mình khai căn ra được số 2 thì mình SQRT của nó là bằng 2. Đúng không? Chỗ này bằng 2, 2 mà bạc in của 2 thì vẫn là 2 thôi. Còn ví dụ như nó ra số trả về số bạc SQRT của số 3 thì bằng 1, bao nhiêu đó. Cái chỗ này nó nhận là 1, bao nhiêu mình chưa biết ha, 1 chấm bao nhiêu đó. Mình không chưa biết trước ha. Cái mình nói là SQRT là 1, mấy, bạc in của 1, mấy nó ra số 1. Cái nó đâu có đúng, cái nó cũng gì? Return, nó return là false. Nó thì tương tự mình có mình comment hàm trên ha, mình dùng hàm dưới thì mình số chính phương của 36 thì nó không trả về true nè, hoặc số chính phương của 35 nè thì sẽ trả về phone, số chính phương của 81 thì nó sẽ trả về true, nhưng mà 80 thì nó sẽ trả về phone. Nó thì đây là hai cách làm, thì hai cái cách làm này thì nó cũng tương ứng với dùng bạc in thôi, dùng in với cái SQRT của nó thôi. Bạn có thể nhân nó lại để bằng số ban đầu, hoặc là gì, khai căn của nó bằng số nguyên là được. Rồi, thì áp dụng vào trong cái bài tập của mình á, thì mình có một cái mảng đúng không, yêu cầu là in số chính phương. Một cái mảng in số chính phương, bây giờ mình đã có hàm số chính phương rồi thì mình viết cái mảng thôi. Chúng ta có cái mảng ở trên là array nè, lập từng phần tử thì mình dùng for, hoặc là bạn dùng vòng lập for. Từng phần tử thì mình có là item. Trở tới dùng syntax của array function nè. Chúng ta có số chính phương rồi đúng không? Số chính phương mà mình sẽ viết đầy đủ đi ha. Mình sẽ viết cái function đầy đủ, rồi mình sẽ rút gọn lại thành array function sau, để các bạn mới học thì có thể là chưa quen á, thì sẽ đặt câu hỏi là tại sao cô viết như thế nó khó hiểu vậy, và sao nó chạy đúng không? Thì mình sẽ viết đầy đủ được đã. Nè, for each này mình truyền vào một cái function in item. Như vậy thì trong cái function này mình có nè, console log item thì mình có item rồi đúng không? Ở trên đó, mình có cái item rồi nè. Rồi, bây giờ đối với từng cái item này thì mình sẽ kiểm tra xem nó phải là số chính phương hay không. Đúng không nào? Vậy thì mình sẽ nó làm như sau ha, mình dùng điều kiện thôi. Nếu điều kiện là in ra dãy số chính phương đúng không? Thì mình nói là nếu mà cái này nè, số chính phương của cái item, thì vì cái số chính phương yêu cầu truyền vào một cái tham số nè, cho nên mình nói là số chính phương của item, và nó return cho mình gì? True phone đúng không? Thì số chính phương return true, thì mình sẽ gì? Console.log nó. Console.log cái gì? Cái item. Đúng không? Còn nếu không thì gì? Thì mình đâu có log này làm gì đâu. Nếu chỗ này có nghĩa là nếu nó đang trả gì à? True. Nếu nó trả gì true thì mình log ra item. Thì cái xuống dưới thì mình có số 1 với số 9 là số chính phương. Đúng không nào?
L thì mình nói là nó không phải là số chấn thương. Còn nếu mà bạn muốn in in nếu mà mình lọt còn son lót như thế này thì mình nếu là nó gặp thì nó sẽ lót luôn. Còn bây giờ mình muốn in ra chuỗi và có một cái câu thông báo dãy số chấn thương là, thì mình sẽ làm như sau ha. Dãy số chấn thương là thì mình có một cái biến, cái biến này là mình nói là cứ mỗi lần nó gặp số chấn thương thì nó sẽ nối chuỗi vào. Thì cho nên là cái giá trị của chuỗi nó sẽ thay đổi, cho nên bạn đừng dùng constant ha, mà mình sẽ dùng let, một cái string result nè. Result ha. Bằng một cái string dãy số chấn thương là nè, hai chấm cách ra, cứ có data thì mình sẽ nối chuỗi vào trong này. Được nè. Thì còn son chỗ này mình không còn son lót nữa ha. Mà bạn vì mình chỗ này mình còn son lót là nó gặp là nó lót, cho nên nếu mà bạn ghi result, cái bạn nối với cái item chỗ này thì nó sẽ báo, nó sẽ nói là dãy số chấn thương là, đầu tiên là số gì? Số 1, xong cái dãy số chấn thương là 1, xong lát nữa nó sẽ nói là dãy số chấn thương nữa là 1, dãy số chấn thương là 9, nó sẽ lót như thế đó. Nó sẽ là dãy số chấn thương là 1, dãy số chấn thương là 9 là không đúng. Thì mình sẽ nói là nếu mà gặp data thì nó sẽ gì? Nối chuỗi trước rồi đã. Khi có data rồi mình sẽ gì? Lót sau, đúng không? Cho nên chỗ này mình sẽ nói là không có lót luôn ha, mà mình sẽ ghi result nè cộng bằng nối chuỗi với gì, cái item đó, có nghĩa là cộng bằng này tương ứng với là gì, result bằng result cộng item đó. Tức là mình đang làm phép là gán gì, gọi là nối chuỗi và gán lại cho chính nó, đúng không? Rồi cuối cái hàm, cuối cái vòng lặp, cuối cái vòng lặp không, bạn không let ở đây được, let ở ngoài này, let ở ngoài hả, chứ bạn let ở trong thì nó gì, nó sẽ khởi tạo hoài đó. Rồi đi ra khỏi cái hàm này thì mình mới gì, result còn con lock result 1 và 9, cách nó ra nha. Dãy số chính phương là 1, 9 mà nó nối chuỗi rồi, mình sẽ cộng thêm nhé, dấu gì, dấu phẩy đi hoặc là dấu khoảng trắng đó. Dãy số phương là 1 và 9 đó. Thì đây là cái cách mà bạn kiểm tra một cái số chính phương và lập. Thì ở đây mình đang viết function này là function bình thường, mình sẽ chuyển nó về dạng array function như sau. Array này chấm for each, đúng không? Thì nó sẽ được cái item, thì mình cứ ghi item trước rồi đã. Function này có return không các bạn? Function này cũng không có return đúng không? Thực ra nếu bạn viết như thế này thì bạn nó đang không có return gì hết. Vì cái for if này nè, nó đi vô cái if, cái nó nối cái chuỗi, nó đi ra, nó đâu có return, nó đâu có syntax return đâu đúng không? Cho nên mình sẽ viết là for if item rồi if thôi. Nhưng mà ở trong này bạn thấy có mình có nhiều dòng lệnh đúng không? Nhiều dòng lệnh chứ không phải một dòng, cho nên bắt buộc phải dùng cái dấu mở ngoặc này. Được không nào? Rồi, dấu đã có dấu mở ngoặc rồi thì có cái thân thì ở trong thân ở trên á, thân nó là gì thì đem xuống dưới y chang là được. Xem lại. Nó thì nó cũng là dãy số chính phương là 19. Nói chung là tương ứng là bạn viết chữ function, thay thế cái chữ function bằng cái dấu mũi tên là được. Thì cái lý thuyết này cũng nói là around function nè. Định nghĩa function mới mà không dùng từ khóa function mà bằng cách sử dụng gì, dấu mũi tên. Thì thay chữ function bằng dấu mũi tên thì trong đó nó có một vài cái tùy biến là function có một câu lệnh duy nhất thì bỏ luôn cả cái dấu đóng mở ngoặc và return. Là được. Thì đây là cái bài giải ha. Đơn giản mà đúng không? Đâu có khó gì đâu. Bây giờ cho bạn một cái bài tập về nhà làm ha. Giờ là 5 giờ hết giờ cho nên mình sẽ cho một bài tập về nhà cũng tương tự thôi. Nhưng mà nó hơi khác một chút xíu là mình cho một cái biến let n bằng 100, yêu cầu là in dãy số chính phương từ 0 tới 100. Yêu cầu ha. Nhưng mà số chính phương mình làm rồi cho nên yêu cầu thêm một cái khác nữa là in ra dãy, cho biến n bằng 5 bằng 100 đó ha. In ra dãy số chính phương từ 1 tới n. In ra dãy số chính phương từ 1 tới n gần giống như bài in mãn hồi nãy thôi ha. Và một cái bài số 2 để làm thêm bài nữa. Ngoài số nguyên, ngoài số chính phương thì mình còn có nhiều cái số đặc biệt khác nữa mà đúng không? Ví dụ như
số số gì ta, số nguyên tố, số nguyên tố, số nguyên tố là số gì, số nguyên tố là số chia hết cho một và chính nó, chứ không chia hết cho được số nào nữa hết. Ví dụ như trên cái dãy mảng này thì số nguyên tố là những cái số mà một nè, số một là số nguyên, ủa, số một là số nguyên tố, số 2 là số nguyên tố, số 3 là số nguyên tố, số 4 không phải là số nguyên tố, số 5 là số nguyên tố, 7 là số nguyên tố. Ủa, trong này mình cho toàn những số nguyên tố thôi. Trong dãy này còn có số 11 nữa nè. Vì sao? Vì ví dụ như hồi nãy chỗ này là số 4 thì nó ngoài chia hết cho 1 và chính nó thì nó chia hết cho 2 nữa. Đúng không? Cho nên nó không phải số nguyên tố. Tương tự số 6 cũng không phải nè, số 8 thì cũng không phải nè. Sẽ có các dãy số như ví dụ số 17 chẳng hạn là số nguyên tố. Đó. Thì yêu cầu là nó hơi khác một chút xíu thôi, là về nhà làm thêm hai bài ha, in dãy số chính phương từ 1 tới n và in dãy số nguyên tố từ 1 tới n. Rồi đó là bài nội dung bài hôm nay ha. Về cái phần function này thì mình còn một cái nội dung nữa, đó là function truyền tham số là function và function return về function, có hai dạng ha. Thì ở trên này mình chỉ nói về around function cái syntax thôi chứ chưa nói về tham số của function. Thì hôm sau mình sẽ tiếp tục cái nội dung về function này với cái khái niệm là function nhận tham số nè, cái này là tham số, agreement là tham số, parameter đó. Với tham số này là tham số một cái số thôi, một cái giá trị thôi, nhưng mà mình muốn là nó nhận tham số là một function giống như đây nè. Ở đây mình cũng đã ví dụ rồi nè, đó là hàm nào trên này vừa mới ghi đây, bring item này nè, đối với for each này nè, for each nó đang nhận tham số đúng không? Cái nó là function nè. Tham số của nó là một cái function mình đã định nghĩa ở line 29 đó. Ngoài ra thì tham số return về function, function return về function nữa. Gần giống như vậy đó. Ok, bài hôm nay mình sẽ tới đây ha. Có thắc mắc gì không? Bài này xem được. Bạn tạo cho một cái git đi, xong rồi bạn inbox cái git đó cho mình. Mình xem bài trên đó nha. Đây mình sẽ bút hết tất cả những cái git và những cái yêu cầu mà mình đã tuần sau mình mới học lại đúng không?